các bạn ơi, đây là hình ảnh bắn pháo hoa tại thành phố Cao Bằng các bạn nhé. Hôm nay đón giao thừa tại thành phố Cao Bằng chỉ có pháo hoa, không có nhạc. Vì trước đây tầm 15 phút ở thành phố Cao Bằng có một trận mưa rất là to kèm theo mưa đá, nên chương trình các nhạc không thể diễn ra được. Đấy, hiện tại chỉ có pháo hoa thôi. Thank you.
15 phút ở thành phố Cao Bằng. Tại thành phố Cao Bằng có một trận mưa rất là to, có kèm theo mưa đá, nên chương trình văn nghệ hôm nay không được diễn ra như dự định, chỉ bắn pháo hoa thôi. Người dân ở thành phố Cao Bằng cũng đã kéo ra vườn hoa xem pháo hoa rất là đông, rất là đông các bạn nhé. Đây tầm 15-20 phút tại thành phố Cao Bằng có một trận mưa rất là to, nó kèm theo mưa đá nên pháo hoa, nên hôm nay chỉ được bắn pháo hoa thôi, không có chương trình văn nghệ. Tuy nhiên sau cơn mưa thì người dân thành phố Cao Bằng cũng đã đổ ra đường, ra vườn hoa để bắn pháo hoa. Chương trình bắn pháo hoa là tiếp tục các bạn ạ.
Các bạn ơi, như vậy chương trình bắn pháo hoa đã kết thúc đêm giao thừa. Như đầu video tôi đã chia sẻ với các bạn, cách đây tầm 15-20 phút, tại thành phố Cao Bằng có một trận mưa rất là to, có kèm theo mưa đá, nên chương trình văn nghệ tại khu vực thành phố Cao Bằng, ngay khu vực văn hóa thành phố Cao Bằng này, không được diễn ra. Vì vậy, chỉ có một chương trình bắn pháo hoa thôi các bạn ạ. Các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi các bạn nhé. Ủng hộ tôi bằng cách là bấm vào cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm vào cái chuông ở bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Bye bye.